Rồi, chương trình là chuẩn bị bắt đầu nha anh nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Mini Talk Show Chị Nhà Đẹp và Những Điều Chưa Kể phần 4 trong cái chuỗi Mini Talk Show của Kiến Việt. Và đến dưới chương trình ngày hôm nay là kiến trúc sư là Nguyễn Hoàng Thiên của TA Studio. Vâng, chào anh Thiên, anh có nghe rõ không ạ? Em nghe rõ. À, dạ vâng. Cuối tuần này thì anh có gì đặc biệt không anh? À, hôm nay là ngày cuối tuần đấy, chủ nhật đấy. Thì hôm nay anh có gì đặc biệt không anh? Hả? Anh em mình cho nói chuyện một chút khi mà làm quen nhau một chút khi mà vào chương trình đấy. Vâng. Hiện tại thì anh đang có một vài công việc gấp ở văn phòng, hôm nay cũng đến Vâng. văn phòng làm việc. À, dạ vâng. Vâng, thì đến với chương trình hôm nay thì là kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Thiên của ở bên TA Studio với giải thưởng trong cái chương trình Top 10 House là với cái tác phẩm Nhà Mái Đỏ đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Vâng, thì anh có thể giới thiệu một chút về mình cũng như là studio TA Design và công trình Nhà Mái Đỏ đúng không anh? Chắc đầu tiên cho anh chào tất cả mọi người độc giả của trang tiếng Việt. Hôm nay thì có cơ hội được chia sẻ với mọi người về Nhà Máy Đỏ, hy vọng sẽ là truyền cảm hứng được cho mọi người về cái kiến trúc của công trình này. TAA là một văn phòng nhỏ với những cái bắt đầu nghiên cứu và thực hành kiến trúc. Với cái góc nhìn về kiến trúc và tương tác với những cái vấn đề của đô thị. Hiện tại thì TA tập trung nhiều ở khía cạnh là cái mối quan hệ giữa kiến trúc và các vấn đề của đô thị và cái con người sử dụng trong cái công trình đấy. Thì quy mô văn phòng thì nhỏ, gồm khoảng 5-6 anh em đang thực hiện một số dự án chủ yếu là ở miền Nam, chủ yếu là ở Sài Gòn. Vâng, dạ vâng. Thì với công trình Nhà Máy Đỏ ấy, thì đầu tiên mọi thứ khởi nguồn bắt đầu từ ý tưởng. Thì cái ý tưởng mà để cho anh ra đời cái công trình Nhà Máy Đỏ này thì bắt đầu từ đâu anh? Anh chia sẻ một xíu là thực ra Nhà Máy Đỏ là một ngôi nhà anh thiết kế để dành tặng cho gia đình. Cái bối cảnh cái vùng quê đó là cái nơi mà quê hương của anh, nó cũng có nhiều cái tình cảm cũng như là sự thấu hiểu về cái nếp sống cũng như là cái văn hóa của người làng. Để hiểu hơn về cái ý tưởng đó, thì xíu anh sẽ có một bài chia sẻ để mọi người hiểu về cái câu chuyện đằng sau cái thiết kế đó cũng như là tại sao nó lại đưa ra được cái ý tưởng đó. Để hiểu hơn thì xíu anh sẽ chia sẻ thì nó hơi hơi dài. À, dạ vâng. Còn về cái phần đó là bản thân anh thì không biết là anh bắt đầu cái nghề kiến trúc này theo sở thích từ bao giờ anh? Có thể là từ bé này hay là khi mà trong cái quá trình mình học hoặc là bằng một cái sự kiện nào đó đặc biệt mà khiến anh theo cái ngành kiến trúc này anh? Cái nền tảng ban đầu của mình á, thì mình không được có những cái nền tảng, tức là về cái sự chuẩn bị, nhưng mà cái đối với cá nhân anh á, thì cái sự may mắn là có một khoảng thời gian được anh làm việc với anh Mạnh, thì khoảng tầm 4 năm thì cái thời gian đó nó giúp cho anh nhiều về kiến trúc. Và sau đó thì với những suy nghĩ cũng như là những cái góc nhìn về kiến trúc ở những cái tư duy và cái quan điểm cá nhân, thì anh mong muốn để có thể mà mình có thể
tạo ra được những cái kiến trúc theo cái suy nghĩ cũng như là góc nhìn kiến trúc của mình. Thì lúc đó thì anh mới mới ra và thành lập văn phòng TA. Thì đó là cái cột mốc quan trọng trong cái quá trình hành nghề cũng như là cái cơ hội mà mình được được học hỏi cũng như là được bộ được trau dồi cái kiến thức, và sau đó thì có cơ hội để bắt đầu hành nghề và được làm nhiều công trình tốt hơn. Đấy, đó là cái chia sẻ của anh về cái những cái gì anh đã trải qua về kiến thức cũng như là cái cơ hội của mình. À, dạ vâng ạ. Vâng, thì đến với chương trình hôm nay thì anh Thiên có mang đến một slide để có thể là nói về thêm về cái tác phẩm Nhà Máy Đỏ của anh. Thì bây giờ anh xin mời anh Thiên có thể là chia sẻ cái slide đấy cho các bạn và như là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đấy. Vâng. Dạ vâng ạ. Thấy chưa kết nối lên đúng không? Vâng, bây giờ anh có thể nhấn vào cái phần share screen nhé. Vâng, rồi ok. Rồi. Vâng, anh có thể zoom to cái bản slide, sau đó thì mình có thể nói thêm về chương trình, nói thêm về cái công trình này. Anh xin chia sẻ về thiết kế của Nhà Máy Đỏ nhé. Dạ vâng anh, vâng. Thì đầu tiên ở đây là một ngôi nhà nhỏ khoảng tầm 90 mét vuông đất, nằm ở một cái ngôi làng, ở một cái làng quê miền Trung Quảng Ngãi. Thì nó giống như bao ngôi làng khác ở đây, thì nó ở nông thôn và với những hoạt động nông nghiệp là chính. Bao bọc ngôi làng thì mọi người thấy đó là một cánh đồng. Thì như một quá trình đô thị hóa ở ngôi làng này thì nó hình thành lên những cái trục đường bê tông, và lúc đó những ngôi nhà dọc cái trục đường này thì bắt đầu nó chia nhỏ ra và diện tích khoảng tầm 100 mét vuông bắt đầu nó xuất hiện những nhà phố thương mại. Thì cái câu chuyện bây giờ là một ngôi nhà được đặt ở trong một cái bối cảnh làng quê, nhưng mà là cái kiến trúc của cái diện tích thì rất là nhỏ hẹp. Thì qua cái cấu trúc của cái đô thị ở đây á, thì cái kiến trúc ở đây nó được chia thành hai loại, một loại là dọc những cái đường chính, còn một loại là những ngôi nhà vườn nằm phía sau, và phía sau của những ngôi nhà vườn này là những cánh đồng. Thì qua đó chúng tôi mới thấy được ở đây á, là cái kiến trúc nhà ở đây nó chia thành hai loại. Thì một loại là một loại kiến trúc truyền thống, nhưng mọi người vẫn biết tới những kiến trúc truyền thống ở vùng nông thôn với những ngôi nhà vườn rau sân chơi và với những diện tích rộng, những ngôi nhà mái đỏ, những kiến trúc gần như là đã tồn tại rất là lâu rồi và được mọi người ở trong làng sao chép đi sao chép lại với những không gian kết nối với tự nhiên và sông vườn. Nhưng mà sau đó khi mà đô thị hóa thì nó xuất hiện những ngôi nhà rất là nhỏ nằm ở phía mặt đường, và Nhà Máy Đỏ là một ngôi nhà nằm ở trên diện tích đó với những kiến trúc như mái tôn, nhà một trệt hai lầu, những ngôi nhà nhỏ với ở và kết hợp với kinh doanh. Thì với những kiến trúc này được mang ở thành phố đem về và gần như nó rất là lạ lẫm với những người dân ở đây. Nó rất là lạ lẫm, tức là ở cái chuyện là khi mà nó xuất hiện thì khoảng cả mười mấy năm thôi, nhưng mà cái nhu cầu và những cái sử dụng thì gần như là được mang từ thành phố về, nhưng nên là cái văn hóa sử dụng gần như nó rất là khác biệt. Thì thì lúc đó khi mà chúng tôi nghiên cứu về cái không gian hoạt động, những cái lối sống của những người dân ở trong ngôi làng này, thì nó vẫn giữ lại những cái nét văn hóa của nông nghiệp, như là vườn rau, bếp củi, sân nuôi gà, những cái sân chơi cho trẻ em. Nhưng mà những ngôi nhà lỗ phố gần như họ không có được điều này. Họ không có điều này bởi vì có cái diện tích quá nhỏ, với những ngôi nhà chỉ có khoảng 100 mét vuông thì chỉ vừa đủ tối thiểu cho những không gian ở, mà còn chưa đủ những cái tiện nghi tối thiểu như là ánh sáng, thông gió. Và lúc đó họ phải chật vật, gần như tôi thấy được cái cuộc sống nó còn tệ hơn cả những ngôi nhà trước đây rất là nhiều.
thì lúc này một cái điều trăn trở của tôi khi mà thiết kế tức là làm sao để giữ được cái lối sống văn hóa của cái, những người ở đây trong một cái diện tích nhà nhỏ hẹp như vậy. Thì đây chính là cái câu hỏi mà quan trọng nhất của thiết kế này, thì làm sao để giữ được cái văn hóa đó, làm sao để giữ được cái lối sống, cái thói quen đó trong một cái diện tích rất là nhỏ của đô thị mà thực sự là rất là khó. Tức là khi mà đặt câu hỏi nhưng mà thực sự rất là khó, bởi vì diện tích chỉ có khoảng 90 đến 100 mét vuông như những ngôi nhà đô phố này, và với nhu cầu công năng thì không khác những ngôi nhà vườn 500 mét vuông, tức là vẫn là phòng khách bếp ăn, vẫn là phòng ngủ 2 đến 3 phòng ngủ, vẫn là phòng thờ, vẫn là kho thóc, vẫn là bếp củi, vẫn là những cái sân chơi cho trẻ em. Tức là nhu cầu gần như mong muốn họ vẫn như vậy, nhưng mà diện tích đất và cái sự đô thị hóa nó hình thành nên cái hình thành nên những cái diện tích đất rất là bé. Và bắt đầu trong suy nghĩ của họ về những ngôi nhà lô phố này sẽ là nhà mái tôn, như mọi người thấy, tức là nhà mái tôn cấp 4 hoặc là nhà lầu một trệt một lầu nếu họ có điều kiện kinh tế tốt hơn. Thì lúc đó cái trăn trở của chúng tôi là làm sao để giữ được lối sống đây trong diện tích nhỏ như thế này. Thì trong một quá trình làm việc thử rất là nhiều những cái khả năng, từ cái sân vườn ở dưới đất làm sao để mở rộng ra thêm cái sân vườn vào, nhưng mà thực sự rất là khó bởi vì diện tích rất là nhỏ. Tự nhiên cứ thêm sân vườn vào là thiếu diện tích ở, cứ thêm những cái không gian vào là thiếu những cái nhu cầu tất yếu. Thì lúc đó bắt đầu chúng tôi mới nhận thấy được một cái điều, đó là gần như cái không gian mái là một cái không gian mà mọi người đã bỏ quên đi, mọi người đã bỏ quên mất cái không gian sử dụng trên mái. Những cái mái tôn với những cái sự oi bức vào mùa hè ở miền Trung thì thực sự là rất là khó chịu. Thì hoặc là những ngôi nhà lầu xuất hiện thì rất là chóng ngợp ở cái đô thị làng quê. Thì lúc đó chúng tôi mới bắt đầu nghĩ về cái cách mà chúng ta sử dụng cái mái nó như thế nào. Thì bắt đầu cái ý tưởng hình thành nhà mái đỏ nó bắt đầu chúng tôi xuất phát từ những cái không gian trên mái và tạo ra rất là nhiều những cái khoảng không đan xen vào nhau ở những tầng dưới. Thì lúc đó bắt đầu nó hình thành nên một cái không gian sử dụng trên mái như mọi người thấy, tức là bắt đầu những cái hoạt động sân vườn rồi những cái sân chơi ở trên mái và kết nối cái sự tương tác này với cái không gian bên dưới. Khi mà chúng tôi tạo hình ra cái mái dốc nó như một cái ngôn ngữ của kiến trúc ở nông thôn, tức là những ngôi nhà mái đỏ, những ngôi nhà mái dốc thấp thoáng bên những cái bụi tre. Thì lúc này chúng tôi tạo nên cái mái dốc và cái không gian sử dụng nằm trên cái mái dốc đó, thì nó tạo ra, nó giữ được cái văn hóa của cái ngôi làng này, chính là cái không gian vườn rau và cái không gian sân chơi. Thì cái xuất phát từ nhà mái đỏ như vậy. Như ở đây thì mọi người thấy các lớp của không gian trong vườn nó nằm từ dưới lên trên. Ví dụ lớp ở dưới tầng trệt đó là một cái sân để làm một cái bếp củi, một cái không gian ngoài trời. Thì ở đây có thể làm những cái thao tác của một cái hoạt động nông nghiệp, như là bếp nấu ngoài trời, như là chặt củi, như là lạc rau. Thì mọi hoạt động ở dưới gần cái bếp thì nằm ở dưới cái sân ở dưới. Rồi cái sân ở trên đó là cái khoảng kết nối thông thoáng cho những cái công năng bên trong, như phòng thờ, như những cái phòng khách thì được thông thoáng ở một cái sân vườn ở giữa. Và trên mái thì một hệ sân vườn dốc từ sau dốc về phía trước để tạo ra những cái luống rau và những hoạt động sân chơi trên mái. Ở diện mặt tiền á, thì ngôi nhà dốc thoải lên phía sau nó tạo ra một cái bề mặt đô thị gần như là rất là thấp, tức là vẫn hài hòa với cái bộ cảnh xung quanh. Đó là những ngôi nhà cấp 4 và dốc thoải về phía sau. Như đây là mọi người thấy rõ hơn về cái không gian trên mái và cấp những hoạt động gần như diễn ra rất là thú vị ở trên mái này. Với cái vườn rau được hình thành đó, nó tạo ra được một cái nhu cầu lương thực cho người sử dụng ngôi nhà này. Và một điều thú vị nữa là cái cuộc sống bắt đầu nó thay đổi theo hướng tích cực, tức là cái nhu cầu sử dụng rau rồi mỗi ngày á, thì ngoài cái không gian sử dụng trong nhà thì hai vợ chồng có thể lên đây hái rau, chăm rau, rồi có thể nhìn xuống nhà hàng xóm, có thể nói chuyện với nhau. Tức là cái sự tương tác của đô thị bây giờ bắt đầu nó tăng cái tính tương tác, tăng cái tính giao lưu bởi chính cái không gian là cái vườn rau.
thì cái sự thú vị giống như một cái không gian của truyền thống, tức là một cái vườn rau trước nhà, có thể nói chuyện với hàng xóm qua cái hàng rào, thì bây giờ cái sự thú vị đó nó thay đổi bằng cái cách mà chúng ta có thể nói với nhau, có thể ở trên nhìn xuống dưới, và cái vườn rau này nó tạo ra một sự gắn kết hàng xóm khi mà cái sự cho tặng, sự trao đổi những cái vườn, những cái thức ăn rau dưa, bởi vì thực ra thì một vườn rau này để vượt qua cái nhu cầu của gia đình, nhưng mà cái sự thú vị là cái sự đa dạng trong thực phẩm và cái sự giao lưu với hàng xóm thì nó sinh ra những mối hệ tăng cái sự gắn kết của mối hệ hàng xóm. Ở không gian sử dụng của ngôi nhà thì ở đây mọi người có thể quan sát về cái hoạt động của một ngôi làng. Khi mà chúng tôi suy nghĩ về cái cách sử dụng của ngôi nhà thì ở những cái ngôi nhà phố xung quanh đó, thì cái đặc trưng đó, thì thường đó, người ta sẽ đưa những cái không gian phòng ngủ nằm ở giữa, tách cái không gian phòng bếp và phòng khách nằm ở trước và phía sau. Cái sự tách biệt của cái không gian bếp và không gian khách đó, nó tạo ra một cái sự nó tạo ra một cái sự kết nối rất là kém, nhưng mà gần như những ngôi nhà đây họ đều lặp lại, bởi vì một cái điều đó là cái thói quen sử dụng của họ, và thứ hai nữa là cái không gian phòng khách phòng ngủ nó gần như là bị tối và thiếu ánh sáng. Thì trong cái phương án của chúng tôi thì gần như là chúng tôi thay đổi cái điều đó, ở cái chuyện đó là mình vẫn tạo được cái sự ước lệ trong cái không gian phòng bếp phòng khách, nhưng mà mình vẫn tạo được cái không gian kết nối cho nó thông thoáng hơn. Thì đến với cái mặt bằng á, thì mọi người sẽ thấy là cái sân vườn chúng tôi xen vào ba khoảng, tức là một cái sân vườn phía trước, một cái sân vườn ở giữa và một sân vườn phía sau, gần như không khí sẽ được đối lưu qua hết cái không gian này. Và cái không gian mặt bằng gần như rất là linh hoạt ở chỗ là mỗi cái không gian phía trước á, các không gian phía trước thì được kết nối với nhau ở cái sân vườn ở giữa, còn không gian phía sau á, như phòng ngủ thì tạo ra sự riêng tư bằng một cái sân vườn phía sau. Ở trong cái sơ đồ mặt cắt thì mọi người thấy rất là rõ về cái các không gian liên kết với nhau ở các sân vườn. Thì ở đây chúng ta thấy như cái không gian sân vườn phía dưới trệt đó, thì chính cái không gian này nó tạo ra được cái linh hồn của ngôi nhà ở quê bằng các hoạt động như là bếp củi, như là chặt củi, như là các không gian làm bếp, thì gần như là giữ được cái lối sống văn hóa xưa, lối sống văn hóa truyền thống, cũng như là cái tầng lửng. Tầng lửng thì có thể là chỗ để những cái đồ làm vườn, những củi khô có thể để lên đó, hoặc là và mọi người nhìn mọi người thấy được các không gian liên kết với nhau qua các khoảng sân vườn. Cái vườn được tạo ra thực ra về 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 mặt ngoài cái mặt mà mọi người có thể thấy được đó là cái sân và cái những khoảng trồng rau á, thì cái điều mà thú vị mình cho rằng đó là giống như một cái phần tinh thần, một cái phần tinh thần, tức là một cái chỗ mà mỗi lần cứ nghĩ, mỗi lần mình cứ muốn thư giãn hay mình cứ có thể ngồi nói chuyện, có thể ngoài cái thời gian ở trong nhà thì mình cứ lên vườn và mọi người có thể tiếp khách ở trên vườn, rất là thú vị. Một góc nhìn khác của vườn thì cái này là một cái lối đi lên trên vườn, thì nó kết nối giữa cái vườn lửng và cái tầng và cái một khoảng không gian ở trên trên mái. Với góc nhìn từ cái sân trong thì cái sân này để nó tạo ra cái sự thông thoáng đối lưu cho toàn bộ không gian tầng trệt. Cái sự gần như cái sự thú vị, cái sự thú vị khi mà mình tạo ra, khi mà ngôi nhà mái đỏ được hình thành đó, thì đầu tiên á, là cái những người dân lên đây thì họ rất là tò mò, rất là tò mò, bởi vì gần như nó rất là lạ trong cái suy nghĩ của họ về một ngôi nhà. Nhưng mà khi mà hoàn thành lên á, hoàn thành xong á, thì mọi người bắt đầu tới để tham quan, thì mọi người mới thấy rất là thú vị ở cái chuyện là cái vườn rau có thể đặt được trên trên cái mái, và bắt đầu có những cái chiều hướng mình thấy rất là tích cực ở cái chuyện là bắt đầu họ có thể học hỏi và bắt đầu là có thể tạo ra một mối quan hệ cộng đồng chính bởi cái vườn rau này. Thì đây là một cái không gian bên trong nhà, thì mọi người thấy được cái sự kết nối ở cái sự thông thoáng và chiếu sáng. Thì đây là không gian
phòng khách nhìn ra cái sân vườn và nhìn lên trên cái tầng lửng và nhìn qua cái không gian phòng bếp ở một bức tường ướt lệ và những cái khoảng đục rỗng, thì với mục đích vẫn tạo ra được một sự riêng tư và một cái thói quen cũng như là cái cách sử dụng không gian bếp và khách của người ở nông thôn, nhưng mà vẫn tăng được cái sự kết nối với tự nhiên. Như góc nhìn này thì là một góc nhìn rất quen thuộc ở làng quê, tức là một cái bếp củi, cái đàn gà, một cái sân, thì như mình nói tức là cái sân này là sân trong ở dưới phòng trệt, phòng trệt thì nó tạo ra được một cái lối sống kết nối giữa cái sân vườn, phòng ngủ và phòng khách bằng những hoạt động về bếp và sân chơi rất là đa dạng. Đây là một cái vườn trên mái, một cái hệ dây leo vừa che nắng mà vừa tạo ra những cái loại lương thực đa dạng. Đây là cái hoạt động trên mái, tức là gần như ngôi nhà này khi mình thành lên đó, thì ngoài những hoạt động mà sử dụng thì những sân chơi lúc mà chơi hoặc là lúc giao lưu với nhau đều là trên mái. Vâng, tức là cái khi mà cái nhà máy đỏ, khi mà chúng tôi tư duy về cái nhà máy đỏ thì cái điều mà chúng tôi trăn trở rất là nhiều đó là làm sao để giữ được cái lối sống văn hóa nông nghiệp trên cái quá trình đô thị hóa của những ngôi nhà phố. Thì với những ngôi nhà phố và những diện tích nhỏ hẹp, tuy nhiên thì khi mà ở trong một bối cảnh làng quê thì những nhu cầu về sử dụng, những nhu cầu về nông nghiệp, những nhu cầu về văn hóa nó vẫn còn đó, nhưng mà chính chúng ta phải tự thay đổi cho nó hài hòa với cái diện tích nhỏ hẹp. Thì tại sao chúng ta không thay đổi cái ngôi nhà đó để cho chúng ta vẫn giữ được cái lối sống văn hóa đó? Thì nhà máy đỏ là một cái câu trả lời cho chuyện đó, tức là chúng tôi vẫn muốn tạo ra một cái nguồn cảm hứng cho những ngôi nhà xung quanh nó có thể thay đổi, hoặc là tạo cho mọi người cảm hứng có thể đó là một cái sân cào lúa, một cái vườn trồng rau hay bất cứ một cái hoạt động nào đó, nhưng mà vẫn giữ được cái lối sống văn hóa nông nghiệp trên chính những ngôi nhà nhỏ. Và đó chính là cái thông điệp mà có thông điệp mà rất là quan trọng trong cái thiết kế chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng, là một công trình phải nói là sự tuyệt vời anh, một công trình pha trộn giữa hiện đại này, thành phố và lối sống ở miền quê. Và trong cái hình này em thấy là khá là thú vị đấy, như là miêu tả cái ngôi nhà này có thể là gắn liền với cái cuộc sống hoạt động nông thôn, tất cả đều diễn ra trên mái đúng không anh? Tức là như nói, tức là cái câu chuyện về ngôi nhà lô phố, tức là một câu chuyện mà rất là nhiều những cái trăn trở về cái lối sống cũng như là cái tiện nghi sống của con người trong những ngôi nhà nhỏ hẹp mà ở kiến trúc đô thị Việt Nam là rất là nhiều những cái thước nhà như thế này. Và khi mà anh về với cái đô thị của cái vùng nông thôn này á, thì nó đang có cái xu hướng và thật ra nó đang diễn ra một quá trình đô thị hóa để nó hình thành nên nguyên một cái trục đường này, những ngôi nhà lô phố. Và cái quá trình mà anh nghiên cứu thì anh mới nhận ra là cái lối sống, cái đời sống của họ trong những ngôi nhà này nó rất là tệ. Tại sao nó lại như thế? Tức là tại sao nó lại cuộc sống phát triển kinh tế tốt hơn, nhưng mà tại sao cái lối sống của họ, cái văn hóa sống của họ nó càng thấp hơn? Tức là anh thấy họ loay hoay trong cái chuyện đó là làm sao để đủ diện tích để ở. Thì cái câu chuyện nhà máy đỏ là cái mà anh rất là trăn trở ở chuyện là làm sao để mình có thể giúp được họ thành một cái, để tạo ra được một cái kiến trúc mà trong những ngôi nhà nhỏ nhưng mà vẫn giữ được cái lối sống đó. Thì vâng. Vậy cái chất liệu chính mà làm nên ngôi nhà này thì có gì đặc biệt không anh? Chất liệu em? Vâng, cái vật liệu đấy ạ. Nếu em nhìn thấy là nhà mái đỏ đúng không ạ? Thì tức là mình dùng gạch hay là tức là em lại không em hiểu kiến trúc nhiều lắm, nhưng mà em nhìn cái vật liệu này có khá là đặc biệt đấy. Thì không biết là cái vật liệu đây chính là vật liệu như thế nào.
Thực ra thì khi mà tư duy về cái vật liệu á, cho ngôi nhà này á, thì cái điều quan trọng nhất á, đó là làm sao để cho nó bền và nó rẻ. Đó là hai cái khía cạnh mà quan trọng nhất. Bởi vì thực ra ở quê thì, ở cái vùng quê này thì vấn đề kinh tế nó rất là quan trọng, và cái mức độ chi phí để đầu tư như một ngôi nhà là nó rất là hạn chế. Thì cái đó nó đưa ra một vấn đề là thực ra vật liệu đây toàn bộ là chỉ ở gần này thôi, toàn bộ là vật liệu địa phương, mình không thể mang đi xa được, bởi vì nó tốn rất là nhiều chi phí, và những vật liệu nào đó rẻ và phù hợp với họ, và toàn bộ những vật liệu này gần như là những vật liệu mà thông dụng ở nơi này. Thì khi mà anh về đây thì anh cũng nhờ những anh em kiến sư ở địa phương này hướng dẫn cách mà để đi tìm cái vật liệu ở nơi này. Thì lúc đó dựa vào những vật liệu có sẵn ở đây thì anh sẽ thiết kế trên cái vật liệu đó. Thì ở đây á, thì gần như là vật liệu xây dựng thì nó thông dụng thôi, nó chỉ là gạch rồi đá. Thì ở đây nó gần đây nó có một cái núi đá, thì đá Basan. Còn ngói như mái anh thấy màu đỏ đó là cái vật liệu của là cái vật liệu của gì anh quên rồi, cái vật liệu gạch đỏ, gạch tàu đúng không, cái gạch tàu cái gạch đất. Tức là cái này nó cũng rất là lâu rồi, những vật liệu này gần như là truyền thống hết. Cái màu sơn á, thì thật ra nó cũng khá là thú vị. Cái màu đỏ nó rất là nổi bật, nhiều người cũng rất là thắc mắc là tại sao lại sơn một nhà đỏ như thế, bởi vì ở đây thật ra người ta thường sơn nhiều là màu vàng là nhiều hơn. Nhưng mà anh cũng rất là trăn trở nói chuyện cái màu đỏ. Một phần là thật ra là muốn muốn nó nổi muốn nó rất là nổi bật. Vâng. Cái tư duy của anh, Vâng cái vâng. tư duy của anh á, là thực ra là ban đầu anh muốn gây sự chú ý của mọi người, sự chú ý về À, kiểu kiểu như là người ta nó muốn là một nó tác động thực sự đến cái đô thị đó, và muốn mọi người có thể chú ý đến nó. vâng, Và kiểu từ đi qua cái con đường rộng thênh thang này, những cái ngôi nhà cấp 4 rất là bình thường, xong rồi xuất hiện giữa nó là một ngôi nhà mái đỏ rất là nổi bật, thể hiện được cái lối sống của cái nơi này đúng không anh? thật ra câu chuyện tiếp anh nói tiếp câu chuyện của cái mái đỏ. Vâng. Thì thật ra mọi người nhìn thấy là mọi người thấy nhiều ở cái mái xanh đúng không, tức là cứ nghĩ là cái mái này mái xanh chứ sao là mái đỏ. Mái là mái xanh vì nó trồng rau rất là nhiều, còn đỏ thực ra nó là cái màu sơn với cái màu của đám gạch tàu. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh nói nhà mái đỏ đó, cái câu chuyện về thực ra cái ý chính đó là cái lối sống, nó không phải là cái hình thức đâu, nó không phải là cái mình đang nói tới là cái vườn dập cấp cái vật liệu màu đỏ, mà cái chữ nhà mái đỏ thực ra nó là câu chuyện về cái nhà mái ngói, cái câu chuyện về cái kiến trúc là truyền thống, kiến trúc làng quê, một cái lối sống thân thuộc của những người dân ở đây. Thì như anh, tuổi thơ của anh thì sống ở quê, mình cứ nghĩ chút làng quê nó là những cái ngôi nhà mái đỏ, những cái rặng tre, những cái mái ngói, những cái mái hiên, những cái vườn rau, những cái sân chơi. Thì cái mà anh muốn giữ lại trong kiến trúc này chính là cái lối sống đó, cái hoạt động đó, cái hoạt động của những cuộc sống trong những ngôi nhà mái ngói đỏ. Thì cái ngôi nhà này nó một phần đỏ là một cái phần mình nhìn thấy, nhưng mà cái mà mình muốn sâu hơn đó là làm sao để giữ được cái lối sống văn hóa truyền thống trong cái kiến trúc hiện đại. Thì cái đó là cái thông điệp của ngôi nhà mái đỏ. Vâng, thì anh có thể chia sẻ thêm câu chuyện của anh với chủ nhà được không ạ? À, câu chuyện là sao là chủ nhà tìm đến anh và suy nghĩ về chủ nhà, về căn nhà này cũng như là mối quan hệ của anh với chủ nhà. Cái câu chuyện mối quan hệ và tương tác, cái còn cái ý tưởng này với chủ nhà là một câu chuyện thú vị, bởi vì nó rất là khác nhau, nó rất là khác nhau, kể cả những cái nhu cầu của chủ nhà với cái ngôi nhà mà họ mong muốn, cho đến cái nhìn của mình, của anh với cái thiết kế thì nó rất là khác nhau. Như anh đã nói, tức là ngôi nhà này là anh thiết kế để dành tặng cho người nhà của anh, cho ba mẹ anh. Thì
có một cái điểm quan trọng, có điểm mạnh á, có một cái ưu điểm là anh rất là hiểu về cái lối sống cũng như là cái mong muốn của ba mẹ của chủ nhà. Mà khi mà đặt vấn đề thiết kế thì ba mẹ anh mong muốn sẽ tạo ra được một ngôi nhà có lầu, sang trọng, nhìn kiểu như nhà cao cửa rộng, tức là tư duy của một người bình thường ở một cái làng quê vậy. Tức là muốn mong muốn một ngôi nhà mình có thể nhìn rất là sang trọng, nhà cao cửa rộng, có thể lên một cái lầu nhìn rất là bề thế. Thì cái nhưng mà khi cái nghiên cứu và cái đưa đấy tưởng anh thì hoàn toàn nó rất là khác với mong muốn đó. Tức là làm sao để nó nhỏ nhất, làm sao để nhìn ngoài đường vào cảm giác nó rất là nhỏ bé và rất là gọi như là hài hòa với xung quanh. Nó chỉ là nhà cấp 4, nhìn vào nó chỉ là nhà cấp 4 thôi. Thì cái cách nhưng mà phải, tức là cái mà làm sao để mà chủ nhà có thể hiểu được, tức là làm sao có thể hiểu được cái thiết kế này, làm sao có thể chấp nhận được cái thiết kế này. Thì lúc đó cái vấn đề là mình hiểu được cái nhu cầu của họ, tức là bởi vì cái lối sống, anh thấy được cái lối sống, cái cách mà họ sống trong ngôi nhà này thì nó rất là những ngôi nhà trước đó, tức là ngôi nhà nhỏ đó, thì nó rất là có nhiều vấn đề. Và cái cách mình thuyết phục để mình bị thuyết phục bởi vì chính cái nhu cầu của họ, thì lúc đó nó ok hơn em. Dạ dạ vâng. Còn về yếu tố phong thủy sao anh? Cái yếu tố phong thủy được thể hiện trong căn nhà như thế nào? Mình có cần chú ý những cái vấn đề gì hay là có cái điểm gì đặc biệt về cái phong thủy trong cái căn nhà này không anh? Thật ra thì anh không gặp khó khăn nhiều về vấn đề phong thủy, vì thật ra ở đây thì cái lối sống cũng như là cái niềm tin của họ thì nằm ở những không gian phòng thờ là cái yếu tố chính thôi, còn lại những cái vị trí bố trí thì gần như dựa trên những cái không gian ngôi nhà cũ, như cái vị trí của bếp, như là những cái vị trí của phòng ngủ, thì gần như những cái hướng hay này kia thì vẫn dựa trên những ngôi nhà cũ thôi, nên anh cũng không có vấn đề nhiều với cái phong thủy. Ừ, dạ vâng ạ. Thế em đang đang trình chiếu cho anh và tất cả khán giả về cái công trình này trong giải thưởng Top Ten House. Thì đối với giải thưởng Top Ten House năm nay thì cái công trình của anh đem đến cho giải thưởng ấy thì cái câu chuyện của anh và cái quá trình mà anh tiếp mà anh đem cái công trình này đến về cái giải thưởng của chương trình, nó có cái câu chuyện gì mà anh nhớ nhất không ạ? Alo, anh nghe rõ không ạ? Em nhắc lại giùm anh đó. À vâng, tức nghĩa là em đang chiếu cái clip mà của cái chương trình của cái công trình này của anh với cái giải thưởng Top Ten House, thì không biết anh có thể chia sẻ cái câu chuyện về cái công trình cũng như cái giải thưởng Top Ten House này không ạ? Thế thì khi mà tham gia vào Top Ten House á, thì thật ra anh vẫn rất là muốn có thể chia sẻ về cái thiết kế này cho mọi người. Top Ten House là một giải thưởng thú vị và nó phù hợp với cái công trình mà anh làm, thì cũng rất là may mắn và được giải thưởng và rất là vui vì có cơ hội như hôm nay được chia sẻ với mọi người. Hy vọng là cùng với giải thưởng thì ngôi nhà thiết kế sẽ được nhiều người biết đến hơn, và cũng như cái thông điệp cũng như là mong muốn anh có thể ai đó đâu đó có thể học hỏi cũng như là có thể phù hợp với cái cuộc sống, cũng có nhu cầu cũng như là có mong muốn của họ, giúp cho cái kiến trúc ngôi nhà của họ tốt hơn, cũng như là cái mong muốn hành nghề của anh rất là mong muốn có thể tạo ra được nhiều cái
có cơ hội được tạo ra nhiều kiến thức tốt cho những cái nơi mà họ ít có cái điều kiện về thiết kế. Ví dụ như nhà máy đỏ, thật ra ở vùng quê này gần như không ai có cái suy nghĩ về cái kiến trúc, không ai có những cái suy nghĩ về thiết kế, cũng như mình nghĩ, anh nghĩ như bao nhiêu làng quê khác ở Việt Nam thôi. Kiến trúc nó được lặp lại, nó được sao chép, nó được mang đi lặp lại của một những ngôi nhà được xây dựng giống nhau hoặc là được kế thừa gần như như nhau qua bao nhiêu thế hệ này ở kiến trúc làng quê. Thì cách mình tạo ra được một ngôi nhà mái đỏ và mình thay đổi một cái điều gì đó trong cái kiến trúc nhà ở những vùng quê và giải thưởng top ten house như một cơ hội để mình có thể lan rộng được cái điều đó và giúp cho nhiều người biết đến hơn. Vâng ạ. À, hiện tại thì ở trên chương trình livestream đang có rất là nhiều câu hỏi cho anh về căn nhà. Bạn Hà Trương có hỏi là kiến trúc sư Thiên cho hỏi với một ngôi nhà như thế này thì phần bảo dưỡng kỹ thuật có gì khó khăn không ạ? Bảo trì cũng không hay. Vâng, đúng rồi, phần bảo dưỡng kỹ thuật ấy, ví dụ như là sơn lại nhà hay là dọn dẹp hay là những cái phần mà để cho mình có thể sửa sang lại nhà đấy ạ. Về kỹ thuật thì thật sự khi mà ở đây á, khi mọi người thấy được cái thiết kế này á, thì mọi người nhìn ra rất là nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên đó là vấn đề về thoát nước và thấm. Bởi vì ở một cái vùng quê miền Trung với những cái kỹ thuật rất là thô sơ, với những cái tài nguyên về vật liệu nó cũng rất là gọi là lạc hậu, gọi là lạc hậu thì và rất là thủ công, thì với cái cách mà làm ra những cái vườn trên mái và tưới nước trên mái, tức là rất là lạ với suy nghĩ của họ. Thì cái mà kỹ thuật ở đây là và kỹ thuật khó nhất ngôi nhà này chính là cái xử lý cái trên mái này, từ cái cấu trúc của cái mái dốc cho đến cái cách chống thấm, rồi cái cách tưới nước, cách thoát nước, cũng như là cái cách mà mình có thể dự trù những giải pháp kỹ thuật. Thì ở đây á, anh tách mình tách riêng ra một cái hệ, tức là hệ thoát nước á, là một cái hệ rời, tức là gần như một cái bồn câu, mỗi cái bồn cây này nó có một cái mương bên cạnh, như mọi người thấy trong hình nó có một cái mương nó kèm theo phía sau phía dưới cùng ở dưới cái bồn cây, thì cần thoát toàn bộ nước ở trong bồn cây này nó đi ra cái mương này, cứ có nước dư là nó sẽ chảy ra cái mương này và nó chảy về một cái ống thoát nước chung của tòa nhà, của cái ngôi nhà. Thì gần như vấn đề thoát nước được giải quyết qua một cái mương mà mương này mở, tức là gần như ở ở cái ngôi nhà đô thị này thấy đó là cái ống thoát nước gần như nó sẽ biến mất, nhưng mà đối với ngôi nhà này cái ống thoát nước nó sẽ hiện ra, nó sẽ là lộ bên ngoài và mọi thứ về vấn đề kỹ thuật của mương này được xử lý bên ngoài và rất là dễ thao tác. Đấy, thì còn vấn đề về tưới nước á, thì thực ra rất đơn giản, ở mô hệ là mình cung cấp những cái nguồn nước cho đến tại mỗi cái bồn thôi, có thể tưới phun hoặc là, nhưng mà thường ở đây hiện tại thì ngôi nhà này thì chủ nhà vẫn là sử dụng là tưới tay, bởi vì cái đó là cái thói quen của họ và cái cách sử dụng hồi giờ là như thế, và mình vẫn vẫn giữ lại cái điều đó. Thì cái khó nhất vẫn là cái thoát nước, cái khó nhất vẫn là cái thoát nước và cái cách xử lý chống thấm. Thì ở đây á, mình toàn bộ những cái bồn này, cái đáy bồn nó là dốc, cái điểm quan trọng là ở chỗ đó, đó là dốc. Khi mà cái đáy bồn là dốc thì cái lượng nước nó không được giữ lại ở bề mặt, và khi mà có nước dư là nó đều chảy về cái đáy của cái bồn đấy, và từ cái đáy bồn này nó là chảy ra cái mương mở, thì lúc đó toàn bộ cái mặt chứa mặt đáy bồn thì nó đều được không động nước, thì lúc đó cái nguy cơ mà mình thấm xuống là gần như nó rất là hạn chế. Thì cái đó là một điểm quan trọng, một cái điểm kỹ thuật quan trọng trong ngôi nhà này để làm cho cái giải pháp kỹ thuật nó rất là đơn giản và hoàn toàn công và tốn thời. Có một cái lớp lưới bên trên để cho giữ cái lượng đất nó không chảy xuống mương. Dạ vâng ạ. Bạn Lê Trinh có hỏi là khí hậu miền Trung cực kỳ nóng bức vào mùa hè thì anh xử lý vấn đề này như thế nào đối với căn nhà? Đúng là như vậy, tức là ở miền mùa hè thì cực kỳ nóng, nóng mức mà thật sự khi mà ai ở miền Trung thì mới hiểu được cái độ nóng như thế. Như ngôi nhà cũ mình ở thì như ngôi nhà cũ mình ở miền Trung á, thì nó cực nóng, bởi vì ngôi nhà mái tôn mùa hè là chỉ có kiếm chỗ nào mà chui vào thôi, giống như kiếm cái cầu thang mà chui vào mới mát được, còn nó nóng mà nóng oi bức mà nóng không thể chịu nổi. Thì
Thì cái điều quan trọng trong cái khí hậu miền Trung này á, là làm sao để mà giảm được cái sự nóng này. Thì với ngôi nhà mái đỏ thì cái giải pháp mà trồng cây trên mái thực sự nó là một cái giải pháp nó cộng hưởng cả cái yếu tố mà nhiệt độ, nó tạo nên cái hệ mái khi mà toàn bộ bê tông và nó chứa một cái lượng đất cũng như cái lượng cây, thì nó tạo ra một cái khoảng như một cái lớp đệm để cách nhiệt, thì cái nhiệt độ trong nhà lúc bây giờ nó sẽ được giảm hơn rất là nhiều so với những cách vật liệu thông thường như là mái tôn hay là mái ngói, thì nó tạo ra được cái lượng khí bên dưới nó đã thấp hơn bên trên rất là nhiều bằng cái lớp cách nhiệt này. Cái điều thứ hai á, đó là vấn đề về đối lưu, vấn đề của nhiệt độ là vấn đề về đối lưu, tức là mình tạo ra một cái luồng gió để di chuyển mà nó đẩy đi cái lượng khí nóng trong nhà ra, thì dựa trên cái hướng gió cũng như là cái khoảng mở của ngôi nhà thì tạo ra cái ngôi nhà rất là xốp. Nó xốp ở đây tức là nó có rất là nhiều khoảng rộng, và khoảng rộng này nó tạo ra những luồng gió đi xuyên qua, thì chính cái điều này nó làm giảm nhiệt độ, nó làm mát ngôi nhà. Và vấn đề thứ ba nữa là vấn đề về xử lý kỹ thuật của các lớp vỏ bao che, tức là cái bức tường này đó là được xây hai lớp và một lớp rộng ở giữa, nó tạo ra một sự cách nhiệt đó, thì đó chính là những cái cách để mình tạo ra được cái sự giảm nhiệt độ ở khí hậu miền Trung vào mùa nóng. Và hiện tại là nó rất là mát, hiện tại ở trong ngôi nhà này vào mùa hè cũng rất là mát. Dạ vâng, bạn Phương có hỏi anh là tôi thấy cái giải pháp thi công vườn trên mái đang được rất nhiều gia đình trên thành phố áp dụng, nhưng mà có điều là có sau một thời gian thì nhiều nhà phải dỡ đi vì bị ngấm nước, thì không biết là công trình này của anh có gặp phải trở ngại hay không, và có cách nào khắc phục cho các thiết kế thi công vườn trên mái không ạ? Thì cái câu hỏi này thì chắc vừa nãy anh cũng đã chia sẻ với các bạn là có một cái mương thoát nước đúng không anh? Vâng. Thực ra đúng, bạn đã đặt vấn đề là cũng đúng đấy, mà rất là thực tế đấy. Tức là vấn đề về thấm, rất là sợ thấm. Và những vấn đề về xử lý hậu quả khi mà thấm. Thì với cách làm mở của mình, cộng với như mình đã chia sẻ, tức là rất là quan trọng đó là của thấm, đó là lượng nước bề mặt, đó là cái quan trọng nhất của thấm. Tức là khi mà lượng nước bề mặt nó bị chứa đựng và nó ứ động ở trên cái bề mặt bê tông á, thì lâu ngày hoặc là nó sẽ thấm xuống, thì cái cách xử lý mình là làm cho nó không chứa đựng trên bề mặt đó, và hoàn toàn là một cái mương mở để hoàn toàn có thể thao tác được ngoài cái mương đó. Dạ vâng ạ, thì đúng là cái vấn đề này xảy ra với rất nhiều những cái gia đình ở trên thành phố, khi mà họ muốn là những cái căn nhà của mình có một cái khoảng không để trồng cây, nhưng mà họ đúng là phải là dỡ bỏ khi mà cái vấn đề chống thấm này không được khắc phục. Anh Đăng Ninh Nguyễn có hỏi là nguồn cảm hứng nào để anh thiết kế ra ngôi này này, thì anh có thể chia sẻ lại cho anh Ninh được không ạ? Như anh đã nói tức là cái điều quan trọng nhất của concept đó là của ý tưởng đó cái câu hỏi mình hỏi, tức là cái làm sao để mình giữ được cái lối sống, làm sao để mình giữ được cái lối sống của những người dân ở đây trong một cái kiến trúc rất là nhỏ hẹp của đô thị hóa. Tức là mình vẫn rất là trăn trở là làm sao để giữ được cái lối sống, cái văn hóa của họ, cái nếp sống mỗi ngày của họ, cái tinh thần, cái cảm xúc của họ. Vì thực sự mình sống ở vùng quê thì mình rất là hiểu cái nhu cầu cũng như là cái tình cảm cũng như là những cái thói quen sử dụng. Thì chính những cái trăn trở đó nó giúp mình thử rất là nhiều những khả năng, thử rất là nhiều những khả năng. Vì quá trình mà mình đưa ra những cái ý tưởng và mình bác bỏ nó và mình thấy nó phù hợp hay không, và rất là nhiều những câu hỏi chất vấn, thì lúc đó cái ý tưởng nhà mày đỏ được hình thành. Nó được hình thành bởi vì mình thấy nó phù hợp ở đây, tức là nó tạo ra được một không gian và nó giữ được cái kiến trúc rất là hài hòa với bối cảnh. Thì cái cảm hứng như mình nói, tức là chính quan sát bởi cái lối sống của họ, chính quan sát bởi những cái cuộc sống, cái diễn biến, những cái trăn trở về những cái
về cái cuộc sống họ trải qua trong chính cái kiến trúc và cái sự thay đổi kiến trúc trong quá trình đô thị hóa, giúp cho mình tư duy và bắt đầu đào sâu hơn về cái thiết kế. Dạ vâng ạ. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Hà Trương, thì anh mong muốn đem tới thông điệp gì khi thực hiện dự án này ạ? Cái thông điệp mình muốn chia sẻ, cái thông điệp mình muốn chia sẻ với mọi người là một cái anh có thể nói to hơn một chút được không ạ? Âm thanh đang hơi nhỏ đấy ạ. Dạ vâng. Thì cái thông điệp mà anh muốn truyền tải qua cái kiến trúc nhà máy đỏ thì như anh đã nói, tức là cái thông điệp quan trọng nhất vẫn là anh muốn nói, tức là mọi người thường nghĩ kiến trúc nó giống như một cái hình thức nào đó, một cái không gian nào đó, một cái hình thức nào đó nhiều hơn. Nhưng mà cái mà anh muốn nói tới đó là cái lối sống, cái quan trọng nhất mà anh trăn trở trong trình chính là cái lối sống. Tức là làm sao để mà giữ được cái lối sống đó. Làm sao để mà giữ được cái lối sống nông nghiệp, mà làm sao để giữ được cái văn hóa, cái cách mà người ta sống ở trong và người ta sử dụng ngôi nhà đó, trong những ngôi nhà nhỏ. Thì đó là cái mà như anh chia sẻ, tức là cái thông điệp chính mà mình muốn truyền tải. À, dạ nhưng vâng mà ok, nhưng mà một cái điều thú vị, tức là anh có muốn, anh nghĩ nó là một cái điều thú vị, là nhiều lúc mọi người nghĩ về những kiến trúc nhà phố nhỏ rất là khó để mình có thể làm gì đó thú vị, bởi vì chính những giới hạn của nó, bởi vì mình nghĩ nhiều tới những giới hạn của nó, cũng như như anh khi mà tiếp cận vào đề tài này, những giới hạn về diện tích nhỏ này, những giới hạn về cái vị trí đất, rồi cái kích thước đất rất là xấu. Thực ra cái kích thước đất này rất là xấu ở chỗ là nó một cái hình rất là kỳ lạ, rất là kỳ dị, nó nhỏ về sâu và hướng nó là hướng tây này. Nhưng mà chính những cái đó nó không ảnh hưởng nhiều, tức là bởi vì khi mà mình tập trung vào cái khía cạnh quan trọng nhất của cái concept đó, là cái cách mà anh nghĩ là có thể truyền cảm hứng được cho mọi người. Dạ vâng, thì có một câu hỏi cũng khá là hay, đó là bên cạnh nhà mái đỏ thì có ngôi nhà nào mà anh đặt nhiều tâm huyết cũng như là những cái yếu tố về lối sống nông nghiệp, văn hóa như anh chia sẻ không ạ? Mỗi công trình đó thì nó có một câu chuyện của nó, và cái câu chuyện nó được hình thành bởi rất là nhiều cái khía cạnh. Từ như nhà mái đỏ nó là câu chuyện từ lối sống. Còn với những ngôi nhà khác như hiện tại bên văn phòng TA làm đó, thì có những ngôi nhà nó có câu chuyện về cái câu chuyện về cái bối cảnh cũng như là thói quen của họ, cũng như là câu chuyện về cái đô thị đó. Thì mỗi câu chuyện nó có những cái khác nhau, mỗi cái công trình nó có những câu chuyện khác nhau. Thì sắp tới thì bên anh sẽ chia sẻ cho mọi người nhiều dự án khác nữa. Mỗi dự án nó có một câu chuyện, tất cả những dự án đều rất là tâm huyết, và những ý tưởng mình đặt vào đó thì dựa trên những cái quan điểm cũng như những lý luận mình là nó phù hợp. Và gần như là hiện tại thì nhưng mà nói, tức là mỗi công trình nó là một câu chuyện khác nhau, và chỉ có nhà máy đỏ thì mình mới tập trung vào khía cạnh về nông nghiệp, nhưng mà những ngôi nhà dựng ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ tập trung vào những khía cạnh khác, cũng như là một công trình trong một bối cảnh khác và cách tương tác đô thị của nó và những người sử dụng trong ngôi nhà đó. Nhưng mà xoay quanh đi nữa thì cái quan điểm thiết kế của TA đó thì cũng sẽ hướng đến những khía cạnh về con người và khía cạnh về đô thị, tức là sự tương tác và giải quyết những cái mâu thuẫn trong đô thị đó. Như nhà máy đỏ giải quyết những mâu thuẫn trong một ngôi nhà nhỏ nhưng mà vẫn giữ được lối sống, thì những ngôi nhà khác thì giải quyết những mâu thuẫn trong đô thị đó như thế nào, nó khác nhau là như vậy. Dạ vâng. Và có một câu hỏi khá là tế nhị ở đây, hơi bị nhạy cảm một chút, đó là cái chi phí để xây dựng cái căn nhà này là bao nhiêu, anh có thể chia sẻ được không ạ? Thực ra cái này là một cái rất là quan trọng. Đối với những ngôi nhà ở nông thôn thì cái chi phí nó cực kỳ quan trọng, bởi vì cái kinh tế của họ không có nhiều chi phí để xây dựng ngôi nhà đâu. Kể cả là với cái mong muốn của team là rất là mong muốn là có thể ảnh hưởng được nhiều ngôi nhà ở vùng quê, và họ đủ cái tài chính để họ có thể xây dựng được, và mình có thể làm một kiểu mẫu để cho họ có thể mà ảnh hưởng và
với một mức chi phí vừa phải mà ai cũng có thể xây dựng được với cái quy mô như vậy. Cái cách mà để làm giảm lại á, đó là chính là cái thứ nhất là toàn bộ vật liệu và nhân công là những người ở đây, những người công nhân, những người nông dân ở đây hết mùa vụ thì họ họ làm về thợ khô, thợ phụ khô với những cách rất là thủ công và truyền thống, hoàn toàn không có gì mà quá hiện đại hoặc là khác biệt và đặc biệt hết. Những vật liệu cũng vậy, thì cái mức chi phí của cả ngôi nhà này tầm khoảng cỡ 700 triệu, tầm khoảng 700 triệu đúng không ạ? Vâng. Thì ở đây á, ở ngôi làng này thì gần như họ sẽ mức chi phí ngôi nhà của họ á, như những ngôi nhà mái tôn thì khoảng 200 đến 300 triệu. Alo, anh có nghe rõ không ạ? Alo, anh Thiên có nghe rõ em không ạ? À vâng, có thể đường truyền có bị trục trặc một chút đấy, thì anh có thể chia sẻ lại cái về cái phần mà những cái công những cái ngôi nhà ở vùng nông thôn với mức giá là 200-300 triệu được không ạ? Tiếp đó đấy ạ. Như nói tức là cái vấn đề kinh tế nó rất là quan trọng ở những ngôi nhà ở làng quê. Thì ở đây á thì những ngôi nhà như mái tôn á, lửng những ngôi nhà mái tôn lửng này kia là tầm giá khoảng 200-300 triệu. Những ngôi nhà mái ngói thì mắc hơn xíu và những ngôi nhà lầu thì tầm khoảng 600-700 triệu vậy đó. Cả đó thì cái mức chi phí của ngôi nhà này á, thì khi mà đặt ra vấn đề thì nó nằm ở cái khoảng là cỡ 600-700 triệu. Thì chính dựa trên cái mức chi phí đó thì bắt đầu lựa chọn vật liệu này, cách thi công và đưa ra cái ý tưởng làm sao để kiểm soát được vấn đề đó. Thì cái mức chi phí của toàn bộ ngôi nhà này thì chắc khoảng gần 700 triệu thôi. Thì cái chi phí mắc nhất là chi phí mà thi công của hệ mái, còn lại toàn bộ vật liệu hoàn thiện thì nó rất là đơn giản và rẻ tiền. Dạ vâng ạ. Một ngăn nhà rất là đặc biệt, pha trộn được nhiều yếu tố giữa hiện đại này và sự đơn giản giản dị của nông thôn, cũng cùng với một cái mức giá khá là gọi là mức trung bình nữa đúng không anh? Thì căn nhà này rất là phù hợp cho những người mà yêu thiên nhiên này, muốn trồng cây và một cái căn nhà rất là đặc biệt. Vâng. Và cũng đến giờ để kết thúc chương trình rồi ạ. Thì không biết anh có lời nào muốn gửi đến các bạn khán giả trên kênh Kiếm Việt.net không ạ? Cảm ơn mọi người. Rất hy vọng là những cái chia sẻ của mình giúp cho truyền được cảm hứng cho mọi người. Mình với những cái tâm huyết về kiến trúc cũng như là kiến trúc nhà máy đỏ thì rất là mong muốn có thể truyền được, có thể làm được nhiều cái kiến trúc tốt và có thể truyền được cảm hứng cho mọi người. Và chúc mọi người tiếp tục phát triển và với những cái định hướng và với những cái học hỏi về kiến trúc để giúp cho cái nền kiến trúc cũng như là cái sự cùng làm cho kiến trúc tốt hơn, kiến trúc Việt Nam tốt hơn. Thì cảm ơn rất nhiều và cảm ơn tiếng Việt cũng như là cảm ơn Hưng cho buổi. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Thì các bạn thân mến, thì trên phần comment của chương trình thì kiến Việt.net đã để lại cho mọi người form khảo sát cái chương trình để mọi người có thể là để lại những cái phần ý kiến này cũng như là góp ý cho Kiến Việt để tạo ra những cái chương trình talk show chất lượng hơn trong tương lai. Thì cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình, cảm ơn anh Thiên và chúng ta vẫn còn gặp lại nhau trong buổi trao giải Top 10 House diễn ra vào lúc 8:45 ngày mai trên trang kienviet.net. Thì mọi người có thể là tham gia chương trình vào 8:45 ngày mai và cũng có thể và sẽ gặp lại anh Thiên trong chương trình. Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Cảm ơn rất là nhiều nha. Vâng, em chào anh ạ.